Phương Nam. Sở dĩ trên sân khấu chưa có Tuấn Châu là tại vì hôm nay anh cũng bận đi làm thu và quay phim cho một người bạn thì đang trên đường trở về đây. Và chút xíu nữa ai mà khán giả Tuấn Châu thì thông cảm, Tuấn Châu sẽ có mặt trong đây hôm nay. Vâng, để liên tục chương trình của chương trình, bây giờ mời quý vị hãy nhìn về sân khấu. Bây giờ mới gọi là cải lương đây, quý vị. Trong những thập niên 60 và 70, những người trong nước, nhất là miền Nam, không ai không thể quên được vở tuồng Nguyễn Kiều Tướng Quân. Nhưng trước sân khấu nhỏ như thế này, với hoàn cảnh này, không gian này, không thể nào mà tất cả anh em nghệ sĩ của tôi để tạo ra một nguyên một vở tuồng của quý vị xem được. Mong tất cả quý vị nhiệt tình tha thứ cho. Và mời quý vị nhìn về sân khấu, thưởng thức trích đoạn Nguyễn Kiều Tướng Quân do hai người nghệ sĩ của chúng tôi, đó là nam nghệ sĩ Tuấn Phong và nữ nghệ sĩ Phương Hồng. Tướng quân ơi, dần nâng thân.
Lê Minh tôi xin đa tạ trước thân tình của chủ tướng. Giờ đây xin bái biệt. Bái biệt quán Lê Minh, hãy chờ đã trong giây lát nha. Lê Bye.
bờ bay, thấy sát giặc ngọn ngang, ta nở một nụ cười mang Lê Minh, tôi còn một điều sao hết là phải cố gắng qua nhỏ như thế này, đặc biệt nhân chúng tôi rất là cảm phục trong cái việc này.